Tiếp theo em lên một mã giảm phẩm 04 các bác nhé. 04 có giá là 500.000 thôi ạ. 500.000 một bức tranh chữ Đức rất là đẹp như thế này các bác nhé. Đã BU hoàn thiện rồi ạ. Đã BU hoàn thiện rồi các bác nhé. 500.000 một cái sản phẩm này. Với kích thước chiều cao là 56 này. 56, 25 và dày là 3cm các bác nhé. 56, 25 dày 3cm. Lên cho em là 04 này. Giá là 500.000 các bác nhé. Tất cả những đơn hàng này thì các bác vui lòng chuyển khoản cọc thì bên em mới cho đi đơn được các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đức tài, đức gây sự nghiệp này. Một bức tranh đục CNC liền khối cho các bác nhé. Được làm từ chất liệu gỗ lưu nghiến ạ. Các bác lên cho em là mã 04 nhé. 04 có giá là 500.000 thôi ạ. Chỉ có 500.000 thôi các bác nhé. Vui lòng chuyển khoản cọc thì bên em mới cho đi đơn được ạ. Hoặc là các bác có thể chốt đơn qua số điện thoại 0966 328 128 các bác nhé.